Nếu thành công trở thành chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023, Indonesia sẽ vô tình khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn trước khi bốc thăm chia bảng. Indonesia đang nỗ lực giành quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023. Khả năng này càng dễ xảy ra hơn khi mới đây Úc đã tuyên bố rút lui trong cuộc đua trở thành nước chủ nhà của giải bóng đá lớn nhất châu Á. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sau khi kiểm tra cũng đã có những phản hồi tích cực về khả năng Indonesia sẽ đủ điều kiện đăng cai vòng chung kết Asian Cup. Nếu đất nước vạn đảo thật sự trở thành chủ nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ vô tình gặp bất lợi không hề nhỏ. Trước đó, đội tuyển Việt Nam vì lọt vào nhóm 12 đội đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nên có sẵn suất được chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng ở vị trí cuối cùng tại nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó, Indonesia vượt qua vòng loại và nằm ở nhóm hạt giống số 4. Tuy nhiên, nếu xứ sở vạn đảo giành được quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, họ sẽ mặc định được đôn lên nhóm hạt giống số 1, từ đó, đội đứng cuối ở nhóm hạt giống số 1 sẽ phải qua nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, đoàn quân sao vàng sẽ rơi khỏi vị trí cuối cùng của nhóm hạt giống số 2 và lọt vào nhóm hạt giống số 3. Có thể nói, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiến sâu tại giải của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, khi ở nhóm hạt giống càng thấp, các chàng trai áo đỏ sẽ phải gặp nhiều đối thủ mạnh hơn trong bảng. Theo thể thức thi đấu, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ có 6 bảng đấu, mỗi bảng bao gồm 4 đội đến từ 4 nhóm hạt giống khác nhau. Trước đó, Trung Quốc là quốc gia đã được chọn để làm chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023 nhưng sau đó rút lui. Ở thời điểm hiện tại, Indonesia được cho là đang nỗ lực chạy đua với Hàn Quốc và Qatar để giành quyền đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á này. Theo một vị lãnh đạo của liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, AFC đã yêu cầu PSSI gửi hồ sơ mời thầu chính thức chậm nhất vào ngày 15 tháng 9. Sau đó, họ sẽ công bố chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023 vào ngày 17 tháng 10. Điều này đã khiến cho nhiều người hâm mộ dấy lên lo lắng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu khó khăn hơn so với ban đầu nếu Indonesia trở thành nước chủ nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.